Thưa quý vị, trong 2 ngày qua, ngay sau khi có thông tin Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu có văn bản điều chỉnh tên gọi của các đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp lại, người dân có nhiều ý kiến bày tỏ không đồng tình với việc đặt tên bằng cách ghép hai từ cuối trong tên xã cũ lại với nhau. Vâng, và trên thực tế thì vấn đề đặt tên xã không hề đơn giản. Nhiều địa phương đã phải mời các nhà khoa học, các nhà Hán Nôm ngôn ngữ học cùng tham gia và phải được cân nhắc dựa trên các yếu tố như là lịch sử, địa lý, danh lam thắng cảnh. Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu được khai lập từ năm 1378. Quỳnh Đôi trong lịch sử và ký ức của nhiều thế hệ dân làng là một cái nôi văn hóa và cách mạng với nhiều danh nhân văn hóa nổi tiếng. Tiêu biểu có nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Hồ Phi Tích, nhà cách mạng Hồ Tùng Mậu. Và theo văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu thì cái tên là Quỳnh Đôi sẽ không còn nữa mà dự kiến sẽ sáp nhập với xã Quỳnh Hậu thành xã Đôi Hậu. Không nên để là đôi hầu nó không có cái ý nghĩa gì mà nó chừng chướng. Đôi hầu tức là cái hầu là phía sau mà. Thì theo tôi bây giờ là nên để Quỳnh Đôi. Mà không để Quỳnh Đôi được thì ta phải nó chọn một cái tên gì đó mà phù hợp. Lịch sử, cái truyền thống, cái bản sắc văn hóa của một cái địa phương không phải nên là xây dựng một ngày một, ngày hai. Cho nên là hiện nay mà nói nhập lại mà lấy cái tên là Đôi Hầu thì tôi thấy nó là không đồng tình. Thì theo ý kiến của tôi á, để cho thuần và cái tên cũng có ý nghĩa hơn thì nên là cái tên Hầu Đôi thì thuần miệng hơn. Thì hai bên bàn bạc và Quỳnh Hầu có trình lên thì cuối cùng là các anh cũng dự kiến, đến thời điểm này cũng dự kiến cái phương án là Đôi Hầu thôi, còn lại xã Quỳnh Đôi thì cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền và ý kiến của nhân dân là cũng muốn giữ lại cái tên xã Quỳnh Đôi. Cách làm của huyện Quỳnh Lưu hiện nay là đặt tên gọi các xã sau khi sáp nhập bằng cách ghép hai từ cuối trong tên cũ lại với nhau. Ví dụ sáp nhập xã Quỳnh Mỹ và Quỳnh Hoa, dự kiến tên xã mới là Hoa Mỹ. Sáp nhập xã Quỳnh Lương và Quỳnh Minh, dự kiến tên xã mới là Minh Lương. Cách đặt tên này theo phần lớn người dân là còn máy móc và chưa đề cao các yếu tố lịch sử văn hóa. Theo Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu thì cách làm này có một ưu điểm là giữ được địa danh cả hai địa phương này. Và việc ban hành công văn số 893 chưa phải là quyết định cuối cùng, đang mới là dự thảo để tiếp tục lấy ý kiến của người dân. Về phía ban chỉ đạo huyện thì chúng tôi cũng có thống nhất một quan điểm, đó là tôn trọng, lắng nghe và trân trọng những ý kiến đóng góp, kể cả có những ý kiến xây dựng và có những ý kiến trái chiều chưa đồng thuận để tiếp tục chắt lọc. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử thì việc thay đổi tên nước, tên làng xã, quận huyện đã từng xuất hiện trong nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc. Nhưng thường thì với tên gọi mới đều mang ý nghĩa tích cực. Chẳng hạn, Nghệ An xưa với tên gọi là vùng đất Châu Hoan, sau đổi tên là Nghệ An với hàm ý vùng đất của sự an yên. Cái việc sáp nhập lại và sau đó định danh thì là một cái việc nhìn thì rất là đơn giản, nhưng nó không đơn giản bởi vì nó là chứa đựng cái yếu tố về văn hóa, về những cái tâm thức của cộng đồng từ xưa đến nay, cho nên chúng ta không có thể làm một cái cách rất là mơ hồ rồi là tùy tiện được, mà chúng ta cần phải có cái sự đồng thuận, trước hết là đồng thuận từ nhân dân và thứ hai là phải xin ý kiến từ những cái chuyên gia, những cái nhà nghiên cứu để có thể là có những cái tiêu chí, để chọn ra những cái tiêu chí và để là kết quả cuối cùng là tìm được ra những cái tên mà nó có cái tính hợp lý nhất. Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Nghệ An có một đơn vị cấp huyện, thị xã Cửa Lò và 89 đơn vị cấp xã phải tiến hành sáp nhập. Nếu ghép tên đơn vị hành chính mới một cách cơ học, đơn giản sẽ không phản ánh được truyền thống lịch sử, văn hóa, những đặc điểm nổi bật của các địa phương. Chính vì vậy, việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới cần thận trọng, bài bản, không nóng vội. Đặc biệt phải đảm bảo những yếu tố lịch sử, văn hóa cũng như tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng cư dân làng xã.